Chào các bạn. Hiện tại tụi mình đang ở Đồi Hông Đà Lạt. Và hôm nay mình sẽ làm một clip cắm trại phiên bản mà gọi là hậu Tết các bạn. Do thì lúc trước Tết nhiều bạn yêu cầu làm clip cắm trại Tết quá, mà cuối năm thì tụi mình bận rộn quá làm không được các bạn. Nên hôm nay khởi công và quyết định là sẽ chơi một clip cắm trại phiên bản vừa mới hết Tết luôn. Nhưng mà hiện nay tại là bây giờ là mùng 15 các bạn, 15 thì vẫn còn mùng. Còn mùng thì còn Tết nên vẫn cắm trại phiên bản Tết được nha. Và sẽ sử dụng những món đồ mà trong Tết còn dư lại bạn, như hộp hộp dịch đồ các kiểu để chơi đấu giá cho lạ. Và lý hôm nay sẽ là cắm trại Tết phiên bản đấu giá nha các bạn. Rồi, ở đây là mình có 7 cái bao lì xì tượng trưng cho 7 sao, từ 0 sao cho đến 6 sao các bạn. Và chúng ta sẽ có số tiền tương ứng như sau: 0 sao thì sẽ có 10k, 1 sao sẽ có 50k, 2 sao sẽ có 100k, 3 sao có 500k, 4 sao có 1 triệu, 5 sao có 2 triệu và cuối cùng là 6 sao là sẽ có 3 triệu nha các bạn. Clip hôm nay là mình vẫn sẽ như những clip trước, bóc khăm và giấu số sao của nhau, tức là từng người bóc nha các bạn. Để tụi nó không biết là thằng nào giàu, thằng nào nghèo thì đấu giá nó mới công bằng. Nó hát não rồi cái kiểu. Ok, đầu tiên thì bé ăn cho đứa ăn ơi. Ăn ơi. Tụi mình chơi là 5 người nha các bạn, khoảng 5 người cho dễ chơi. Rồi, ăn trước. Đây, đây ở đây có tất cả là 7 bao, 6 bao vàng, 1 bao đỏ. Em có thích bao nào không em? Em thích độc và lạ. Thích độc và lạ. Ồ, bao đỏ. Mình chơi thiệt các bạn. Thôi nghiệp chứ. Cha cha. Trời ơi. What the hell? Dạo ơi. 10k nha các bạn. Ok á, độc và lạ nha. Anh đâu có muốn gài em đâu, cho tự nhiên bóp vô bao đó kìa. Phải bóp lại của em. Đùa ơi, mình gán mình chơi thiệt luôn, không hiểu tại sao nó lại bóp có bao màu đỏ nữa. Ok, người tiếp theo. Vậy nhỏ. Mình tính là có sự đột phá, có một cái bao màu đỏ để lừa mấy thằng mà nó ham lam các bạn. Ai ngờ là ai nó bóc được. Quá ham lam luôn em, bư cũ. Ừ. Bây giờ tới em, hết bao màu đỏ rồi em. Giờ em phái bao thứ 3 anh. Ok, dễ nha bạn. Nhiều em. Mấy tờ đi, mấy tờ. 3 triệu, 3 triệu là 6 sao em. Wow. Buồn quá okay. Bạn. Xui quá. Xui quá. Rồi, người tiếp theo. Rồi, có 5 bao của Bảo các bạn. Hôm nay Bảo nó sẽ chơi hai cho Đại. Tại vì Bảo với Đại là hai anh em. Em là Đại. Bây giờ em là Đại thứ hai nha. Mình chơi vui thôi bạn ơi, nhiêu tiền cũng vậy, không quan trọng đâu, tiền bạc không là vấn đề. Thấy bà nhiều dữ rồi, đi có mấy tờ em? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 triệu đồng tương ứng với lại 4 sao. 4 sao là giữ em, ok. Rồi tiếp theo. Chỗ mà quay mấy đứa tụi nó núp là cách có 1 km nữa các bạn. Đại đảo em. Đã. Rồi, bóc em. Anh bao nó mỏng lắm em. Rồi, em rất là may mắn luôn, 100k. Ừ. 2 sao em, 100k là 2 sao á. Không được. Rồi, dời. Tiếp theo, bé nào nữa ta? Lạnh quá. Rồi. Rồi, còn 3 bao cuối cùng của em. Em thấy bao này dày nè. Chắc không? Thôi bao giữa thì. Mấy tờ? 4 tờ. 2 triệu, 2 triệu là tới 5 sao nữa em, vậy là rất là may mắn. Ok, vậy là xong rồi. Hết về em. Nói chung là có tất cả là 7 bao nhưng mà tụi mình chơi có 5 người các bạn, dư được 2 bao. Cho em anh. Để lấy bao này cho em nè. Thôi, khởi công lì xì cameraman 50k. Ok, cảm ơn em. Rồi bao cuối cùng. 10 tờ 50k là 500. Đó, vậy thôi các bạn, hết rồi, xong. Nói chung là clip cắm trại này mình làm lạ lạ chút, giấu số tiền giống mấy clip trước. Và mỗi đứa đã có tiền hết rồi, bây giờ tụi mình sẽ đến với vòng đầu tiên, đó chính là đấu giá mua liều nha các bạn. Rồi tình hình là mấy đứa là đứa nào có tiền hết rồi đúng không? Đúng rồi anh. Vậy thì chúng ta đến với màn đấu giá liều. Đây, căn liều đầu tiên được tụi mình che phong xanh nè nha các bạn. Editor làm gì cái cho mấy đứa nó có động lực nó mua coi. Cha cha. Wow. Dựng lên liều cho. Với một cái căn nhà bự như thế, giá khởi điểm của căn resort này là sẽ là 0 đồng. Ui không bày quá, 10 ngàn. 10 ngàn đúng không? Toàn ra giá 10 ngàn. Không, mới vô anh không thích mua nè. Thường thường là cái đầu là không bao giờ mà nó ngon hết á. Mới chạy lên là em rút kinh nghiệm. Em bỏ qua. Mấy này sao?
cái đầu không có ngon cho lắm anh. Vậy là không ai trả giá hơn toàn hết đúng không? Đúng rồi anh. Rồi 10.000 em. Rồi thôi em 90 đúng không? Đúng rồi. Hiểu em chút thôi sao. Rồi lên đây em. Wow. Tiền nào em? Tiền bao nhiêu? Một cái liều mồm. Một cái liều mồm. Có mền. Con gói luôn. Có mền có gói luôn. Ừ. Tối nay chắc đi mắm. Rất là tiện đúng không em? Một cái tấm chiếu hoa nè. Rồi một cái mền đắp mền thứ cho toàn. 10.000 mà được cái này là quá đã em. Lời anh ơi. Bên trong mình thấy còn có cả nước suối nè bạn. Củ kiệu và một đòn bánh tét. Và xin thông báo với em đây là bữa trưa của em luôn. Ngon anh. Cái đòn này nhìn là biết ngon rồi. Đủ ăn cả ngày. Ok. Hình như ekip và chuẩn bị hiếu trái cây phải. Hiếu đại chuối. Rồi sẵn đây thì mình không sẽ ăn buổi trưa luôn. Buổi trưa này mình sẽ ăn bánh tét và củ kiệu. Mà mình không biết ăn củ kiệu nên thôi mình sẽ dẹp nó qua. Ăn bánh tét thôi. Sau khoảng 10 phút đã lột, giờ mình sẽ ăn luôn. Cắn ăn luôn, không có cắt. Nó ngán kìa. Tết mình ăn hơi nhiều bánh tét á. Giờ ăn tiếp tục nữa. Phải uống thêm nước là được rồi. Khô quá. Ok, chúng ta đến với một cái căn biệt thự 2. Trời ơi, bánh tét vậy đó. Rồi giá khởi điểm vẫn là zero. Theo kinh nghiệm của em thì cái thứ hai mấy thằng này tỷ lệ bỏ rất là cao, trả giá 2.000. 6.000 thôi em. Ồ nha. 2.000. Thông minh. Thông minh. Con nào trả giá nữa mấy đó, 2.000. Không, em là sao? Một người có kinh tế á. Em cũng có hít mấy mấy cái gần. Mà sao giá nó bèo quá hả? Ừ. Resort mà giá bèo quá. Ủa căn nào anh cũng không đồng mà. Không, chắc là tụi nó có hiên đi nhãn. Bằng cái lớp này mình thấy nó vẫn có hơi mỏng, nó có thể nhìn xuyên qua được. Nhưng mà đứa nào không mua sẽ hối hận. Anh là cái đầu của anh là sạn thôi đây, anh tính hết rồi. Càng không mua càng hối hận á. Nhanh đi, nhanh đi. 3, 2, quyết định 1 sẽ là hối hận. Hết giờ. Rồi, 2.000 cũng về ăn. Ôi. Một cái liều tuyệt vời em. Chỉ có 2.000 mua được cái liều như thế này thì tuyệt vời. Em ngồi thử coi vô không? Đây là một cái căn liều cho bé bạn. Liều này mưa xuống thì tắm mưa. Ông có cà banh đó nè. À banh này mở ra em, mở ra. Thì cho bé mà. Tuyệt vời. Giờ có cái này là để dành em trùm cái đầu lại ngủ cho ấm á em. Trùm chân rồi lại. Có mình có gói không? Có cả cái gói ôm nè. Nhưng mà em sẽ chuyển qua thành một cái gói để đầu. Có gói họ nữa, trời ơi, còn có mền nữa. Có mền. Có mền, mền cho bé nữa bạn. Nói chung là đây là một căn liều cho bé mà. Có mền, có gói. Có cả banh để dành sợ stress. Trời ơi, cu te thế. Còn đồ ăn trưa thì sẽ có một chén cơm Tết đó bạn, cái này là chén cơm Tết nha. Rồi một nồi thịt kho trứng. Ôi trời. Thấy có trứng, có thịt nữa nè. Mà cái nồi này chắc từ mùng 1 tới giờ quá. Mà nay mùng 15 mà không biết ăn được không nữa. Nhìn nó hơi ngán á. Này ekip sọn đó em. Thôi nhưng mà em chấp nhận mà. Mày úp luôn em. Vậy đó. Ngon hơn toàn rồi. Đúng rồi, với 2k. Ờ, chỉ có 2k thôi. Trưa nay mình sẽ ăn thịt kho trứng. Ây. Chà. Ở nhà mình ăn 4 mùng, 5 mùng rồi. Giờ có nữa. Ăn nữa. Cơm. Ngon á. Uống thêm miếng bị úp nữa. Hơi khát nước. Very good. Ok, chúng ta đến với căn nhà cấp 4 thứ 3. Và giá khởi điểm vẫn là không đồng. Có bé nào trả giá hơn không? Ngang. Này thông minh này biết trả giá. Này gặp anh trả giá 500 đồng thôi. Sao? 1.000. Của em chắc rồi. 1.000 là thứ nhất. 1.000 là thứ hai. 1.000 thứ ba. Chốt kèo. Chơi biệt thự. Đúng rồi, quất cái căn nhà cấp 4 em. Dỡ ra cái mấy đó. Dỡ. Ăn. Tờ. Ừ. Ồ. 1.000 đồng mà được căn nhà như vậy là quá là hời ấy bảo. Đây là một cái liều sinh tồn được làm từ những cái tấm cách nhiệt các bạn. Em phải ở những nơi sinh tồn vậy nè. Nơi này là cái chốt cửa nè em, ở chốt cửa. Đó. Vậy là em vô ai mới chốt cho em rồi. Rồi rồi em vô anh chốt cho. Các bạn thấy nó lấp lánh các bạn. Tuyệt vời không? Nằm ở cái vô em. Nằm chỗ cây nó hơi đã. Không có mệt gối gì hết các bạn. Thấy chưa anh nói mà càng về sau càng cùi mà thích cãi. Anh thấy này có một cái mền á chắc là cái mền á nè. À cái này là cái này đó bạn, cái tấm bạc sinh tồn á, bây giờ làm mền đó em. Rồi có cả một lon nước yến. Có cả cơm sẵn nữa. À, vẫn là một chén cơm cúng. Một chén cơm thôi à. Và
Một nồi khổ qua được kho từ mùng 2 tới giờ nha. Bruh. Mấy thằng kia nó nghĩ là càng sao là càng ngon, các bạn đến nó không phải mua đâu. Nhưng mà mình tính hết rồi. Mình sẽ ăn cơm, một lon nước yến và một nồi khổ qua. Mình sẽ ăn cho qua cái hổ này ở trong nhà. Chặn nước vô đi. Húp đi. Ngon. Ăn thịt ngon thôi chứ ăn trái hổ qua đắng lắm các bạn. Nước yến. Ok, chúng ta đến với căn biệt thự thứ tư. Ta-da. Là còn một căn nữa là hết rồi, là căn này là chắc là cũng để là VIP lắm rồi đó. Mấy đứa mà không mua là hối hận đó nha. Và mình thấy là hai này là chắc chắn là đại gia bất động sản rồi. Giá không có nào thua mấy kia được. Giá hai điểm 100k. Nãy giờ em thấy mấy căn kia nó rất là tàn luôn anh. Ừ. Em nghĩ căn này sẽ ngon. Giá 100k hỏi điểm. 100k và 1 sen là 1.000 đó anh, trong đó 1.000 5 sỉ. Rồi à. Anh chưa kịp tính 1 sen là nhiêu đó, lên 5 sỉ rồi. Này không minh em. 500.000 và 1 đô. 500.000 và thêm 1 đô, 1 đô là 25.000 nữa em. 600. 600. 1 triệu. Trời ơi, lông tinh hổ đấu như vậy, coi đã cho mấy kia, 1.000, 2.000 có chán các bạn. Triệu 1. Triệu 1. 2 triệu. 1 triệu. 2 triệu. 2 triệu. 3. Chú hết tiền chưa luôn. Triệu 9. Triệu 9. Triệu 3 lên triệu 9. Này mới rồi, này mới. Thôi bỏ đi. Nó hiểu vấn đề, hiểu vấn đề. Vô mấy đó, làm việc mấy đó. Mở gai coi, dĩ thôi hẳn coi. Đây là một căn lều vàng. Ý là màu vàng. Bruh. Mở cái thử coi bên trong có gì em. Mà sao nhỏ xíu hả? Nhỏ không có vỏ. Mở lên thử em. Thì giống khách sạn của anh. Ôi. Giống khách sạn là sao? Giống khách sạn là sao em? Như cái nhà nghỉ vậy anh. Nhảy vô, chú vô. Ôi. Đã không? Đã lắm anh. Có niệm. Có mền, có gói đồ, Galaxy đồ thấy không? Này nhìn đã không? Đúng Galaxy luôn thấy không? Cái này gọi là cái homestay Đà Lạt. Rồi và đồ ăn của cái lều này sẽ là một lon coca tết nè, có yến luôn nè. Wow, thấy mùi tết tới rồi. Và một dĩa bánh căn Đà Lạt nè. Bánh căn mực, bánh căn nha. Bánh căn mực trứng nè, bánh căn trứng, bánh căn hải sản đồ kiểu. Buổi trưa của em là vậy em, ăn bánh căn uống coca. Bánh căn idol em phải ăn lắm. Idol em lại. Đen vô anh hát cái bài gì có bánh căn á. Ồ. Ăn thử coi em review coi. Sao vậy anh? Thầy bánh căn hả? Ok. Trời mày nước mắm mới hút vậy hả? Vậy mới ngon anh. Đậm đà. Ok. Và uống Coca-Cola. Qua lại buổi trưa mình ăn như thế thôi. Ok, chúng ta đến với căn nhà thứ 5. Đây là căn cuối cùng rồi. Và editor làm cho hình cái chuồng gà coi. Ok. Quá cùi luôn Tú. Nhìn có vẻ không cùi đâu. Bây giờ á, em được phép muốn mua hoặc là không mua thì được. Nếu như em mua thì em phải lấy. Còn không mua thì em ra bãi cỏ em nằm thôi. Đương nhiên là mua rồi anh. Giá thời điểm là 2 xì em mua em. 2 xì. Ừ. Mua anh. Có chắc là mua không? Chắc. Vậy thì nó tiền. Tôi không mua thì ra bãi cỏ nằm. Là hối 3 xì đúng không? Hối 1 xì thôi anh. Em bò anh luôn 2 xì. Nhà giàu mà. Tiền nhiều để làm gì? Ghê. Để bò anh chứ để làm gì? Bò anh 2 xì. Bò anh có 2 xì. Ghê. Giàu. Mấy thằng giàu nói chuyện nghe biết láo liền. Lấy ra cái cây. Rồi. Đây là một cái căn liều mông cổ phiên bản không có cái cái sàn nha các bạn. Các bạn thấy cỏ không? Thân thiện với môi trường không? Trời ơi bên trong kìa. Rồi chúng ta sẽ có tivi nè. Cái này là cái quạt sưởi nha bạn. Quạt sưởi. Bật nút lên cái là nó quạt ra hơi nóng em, rất là ấm. Rồi có cả tủ lạnh. Mở tủ lạnh đi coi có gì em. Có bữa trưa của Tú, đó chính là một lon Pepsi nè. Bánh tráng với lại cái hộp gì ta? À, hộp thịt luộc nha bạn, nói chung là bánh tráng cuốn thịt luộc. Ngon, uống Pepsi nữa tà ơi, còn gì băng nữa. Nhưng mà điểm trừ của cái căn liều này là ekip cố ý tiện nghi đầy đủ nhưng mà không có chỗ ngủ. What the hell? Buồn quá, biết gì không bò rồi. Tiện nghi thì ra đầy đủ nhưng mà ngủ là ngủ dưới đây nè em. Trải nghiệm thử em, nằm thử cái quen mùi đất em, nằm thử coi. Đó, rồi bật cái hiên cái lò sưởi lên nè, cái chơi thôi à. Đó, tối nay là nó sẽ biểu diễn như vậy á. Thôi, thôi. Em lắm anh. Ăn trưa luôn em, ăn trưa đi.
Chắc mình ăn thịt thông thôi. Làm biến chấm quá. Tết cũng ăn, giờ cũng ăn. Làm thêm miếng Pepsi nữa còn gì bằng. Mình có tủ lạnh mà, mình đâu có sợ nó không lạnh đâu. Rồi tình hình là ekip của mình có chuẩn bị một cái bàn bầu cua phiên bản khổng lồ các bạn. Mình review luôn nha. Đây là nai. Nai toàn, tức là toàn nó gây hơ nhưng nai vậy bạn. Găng đâu anh. Này là lai chứ to hơn dĩ rồi. Con này là bầu là sao? Bầu nha bạn, bầu chứ phải có bầu nha, là bầu. Tú gà. Tú đa gà. Đại đầu tôm dĩ hợp kìa. Dĩ cua và cuối cùng là bảo cá chép. Wow, bảo cá chép luôn. Bảo này đúng bảo cá hợp. Đúng bài luôn á. Chơi và tình hình là chơi mà ăn tiền hạt đồ các kiểu thì nó nhạy cảm đó bạn, nên tụi mình sẽ chơi tiền ảo. Nhưng mà trừ thì là trừ thiệt. Rồi editor hiện số tiền từng người đứa trên đầu cái là tổng tiền nó còn bao nhiêu và chơi. Rồi mấy đứa đặt nhiêu đặt đi, muốn đặt gì đặt. Rồi lắc trước vô đặt luôn nè. À. Anh phải cho nhìn cái cho anh nhưng bình cho nhìn ba con đà. Tìm ba con đầu cái. Là bây giờ anh dở ra cái. Tìm ba con đầu trước. Giờ bắt đầu phải lắc. Rồi vậy thôi. Em tin vào bản thân của em. Em đặt cái hình của em luôn hả? 5.000. 5.000 cái hình của em. Dạ. Rồi editor thì số 5 lên. 100.000 vào em. Trời ơi. Con cá 2 xị. Em đặt cá. Đúng rồi. 2 xị. 2 xị. Con cua 10.000. Bảo cá chép đặt gì em? Em đặt em 50. 50. Rồi ok. Chúng ta tiếp tục. Khối lên. Hai con cua, một con gà. Trời ơi, mình là công nghệ mà hiện đại, bạn bún cái bắp cái là cộng tiền nữa nè. Bắp. Tim tôi đau quá. Chơi ba ván ha. Rồi. Ok. Ván 2 nè, dở lên nữa, hai con cua một con gà nha. Rồi chơi nè. Đó. 50 cá. 50 cá, bảo đặt 50 cá. 200 cua. 200 cua. 200 bà bầu ơi. 200 quý bà bầu. Tắt tay 2k bà bầu. 2k quý bà bầu luôn. 10 cá con cua. Bầu bầu. Bầu. Cua. Yeah. Một con gà, một con nai và một con cua nha các bạn. Editor bạch cá đầu. Vẫn chưa có cá. Rồi ván cuối nha. Cái bẹp, cái bẹp. Không, cái này từ từ hơi mạnh, đánh nhảy hơi đỡ em. Đó, rồi cuối đi. Em xin con cua tắt tay. Tắt tay luôn hả? Edit biết mà. Tắt tay luôn. Rồi, ăn tắt tay. 400 tôm. 400 tôm. 10 ca bầu. Này chơi lẫn 10 ca em. Từ từ. Tiết kiệm anh. Tiết kiệm. 2 sĩ cá. 2 sĩ cá. Rồi, đặt chính mình chứ anh. Đặt em đi. Con gà 5 sĩ. Tú gà 5 sĩ. Đúng rồi. Đổi đời hả? Đúng hả? Lên. Bao. Con bầu. Yeah. Một trái bầu. Một con nai và một con tôm nha các bạn. Ủa con tôm hả? Tôm ăn 4 xị bạc. Ôi tính ra mới bỏ bầu luôn á. Rồi tổng tiền. Trời ơi dán này là có người tắt tay nữa mày. Giao rồi. Còn người tắt tay nè. Lãi rồi. Nó bỏ vậy. Cờ bạc kẻ không chơi là người chiến thắng các bạn. Chính xác, em là người chiến thắng. Ủa em có chơi không? Có anh, em chiến thắng anh. Không được rồi, sai kịch bản rồi. Em thua luôn hả ơi. Thua luôn. Rồi sau khi chơi bầu cua cá cọp xong thì tới bữa ăn tối nha bạn, và lại tiếp tục đấu giá ăn tối thôi chứ biết làm gì giờ. Và ở Đà Lạt thì thực sự là bây giờ là nhiệt độ là khoảng là 15-16 độ bạn, khá là lạnh. Mấy bạn nhìn thấy không, BBQ ngoài trời đó. Bài bạc người không chơi là người thua các bạn, thua quá trời quá đất luôn. Bây giờ đã thành cafe nướng BBQ cho mọi người luôn rồi. Chút nữa anh, em hỏi đấu giá anh cũng cho em ăn đó, em hỏi em. Được anh. Ê, đừng ăn đó em, đừng ăn em. Đó
không, em đâu có ăn đâu. Ok. Rồi, và tụi mình sẽ đến với phiên đấu giá công khai luôn nha các bạn. Đấu giá BBQ. Mọi người nhớ là hôm nay là chúng ta sẽ mua không giới hạn. Nhưng mà hãy lá lành đùm lá rách, Tết nhất tới nơi rồi. Mai là Tết rồi, 1/16 rồi. Rồi, đầu tiên là mình sẽ cái dĩa cà cà tím với lại cà chu bi gì kìa đâu rồi. Ừ, lên đây. Đây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái combo chai nha các bạn. Gồm có là một trái bắp Mỹ, mấy que cà chu bi và hai trái cà tím. Lúc nãy nó còn mới, nó dài và nó cong mà nhìn nó kích thích đó các bạn. Bây giờ thì nó hơi cháy tí. Dạ. Nhưng mà ăn rất là ngon. Giờ mình mua mình ăn bắp không được. Chúng ta sẽ mua không giới hạn, tức là ai muốn mua rồi dám được mua lại, nhưng mà hãy nhớ anh em mình đùm bọc lẫn nhau. Ngàn ha. Giá khởi điểm không đồng, ngàn. Ngàn. Thôi nhường mình đi mọi người, mình nghèo lắm. Tối sao mua không cô? Mua cái này chút ăn kèm với thịt đồ ngon lắm các em. Đủ rồi. Vậy? Thôi anh, mình là con người sống có đạo đức lương tâm, cút nhường cho nó. Có 10 ngàn mà không ai mua nè. 10 ngàn bảo. 20. 20. Mình phải đấu được cái bằng đó, cái dĩa hệt này. Em con trai hả? Đúng rồi, cái dĩa đồ trai chứ. 50. 50. 100. Bỏ. Tốn 100 kìa, tốn mua tốn. Mình thấy kiếp này chắc mình thôi nhường cho mấy em đi. Rồi, 100 ngàn dĩa đồ chai để dành cho Bảo. 100 ngàn đó em. Em. Ôi, sao hết tiền. Sao hết tiền coi, Bảo có ngay dĩa đồ chai. Xíu ăn kèm anh ơi. Rồi, gán mua hiệp thịt nữa ăn kèm cho em. Rồi vậy thì để không mất thời gian thì làm dĩa xin que coi. Đúng rồi, xin que thiệt đi. Mà sao nó mỏng vậy anh? Sao nào sắc mỏng da vậy? Ê, nhưng mấy hủ tiếu nha em vậy. Giá thời điểm 10 ngàn toàn trăm. Em có mua đâu giá nữa. Cái gói này, cái giá chết rồi anh. Để anh định giá nha. Cái gói hộp này nếu như bán ra ngoài mà mấy cái chợ mà Sida em chắc cũng được 20 ngàn em. 20. Em trả không có tới 100 lượt em ơi. Combo thêm cái mền nữa mới được. Thêm cái mền nữa. Cho em 100, nếu em lấy thêm cái mền nữa cho 100. Có. 100. Bảo đảm bài ăn ai không? 150. 150. 200. 200 hả? Toàn. Vậy. Thôi anh, mấy hạt này mỏng quá, ăn không có dứt cái răng em được. Em nhắm lên cái hát hả? Đúng rồi anh. 200 hả Tú? 250. 200. 300. Bỏ. Không phải trả giá hơn đúng không? Chốt cho Bảo, ba xị. Rồi à. Ủa tiền nhiều dữ hả? Rồi. Vào ta. Thôi nhìn anh thấy nó còn quá trời luôn kìa. Hai tạ anh. Rồi là vừa có đồ chai mà vừa có thịt nữa. Dứt Bảo là nhé. Và cái dĩa thịt này thì được tặng kèm nha bạn. Ồ, có đồ tặng kèm nữa. Ồ. Một lon Coca-Cola. Ngon kìa. Và một trái táo Rocket em. Mình chơi tặng kèm thôi, cứ ai mà đấu giá được món đồ là sẽ có đồ ẩn. Rồi, tiếp theo là cái cục xi que. Ừ, xi que với cái càng luôn. Đúng rồi. Đây. Đây, chúng ta sẽ có một cái dĩa xi que cua hoàng đế nha bạn. Tụi mình vừa là cái chân với lại cái càng cho em biết là cua hoàng đế. Tụi mình lột ra nướng chứ không phải là cái này là hành cua đâu nha, cái này là cua hoàng đế riêu đàng hoàng. Cua hoàng đế phi lê nướng. Cái này hành cua thiệt á, Lâm Biệp á, để bỏ đi để em mua cho hai sị. Rồi sao? Nhưng mà có càng thiệt nè em. Nè, anh Lâm mua có cái càng. Một sị. Hàng riêu là gì nè anh? Ba sị. Ba sị. Ba sị lớn mà. Nè. Bốn sị. Đem ra nha. Bốn sị. Thằng nào mua được cái này tặng ngay một chai nước. Bốn sị. Nước nho. Bốn sị. Và một khu nho luôn. Bốn sị nè. Bốn sị. Năm sị. Giá rồi trăm trăm. Hello. Sao em? Giết. Thôi nhường nữa em, 500 nó còn 400. Dạ. Vậy nó đã ra giá cái combo hành cua nướng, nước táo và nho không hạt xanh, 5 sị. Đúng anh, hàng riêu mà anh. Còn ăn. Sao em trả giá hơn 5 sị không em? Nếu con này có giá 5 sị thì em trả à, em mua. Cái con này nếu như tối nay em qua em bán hàng của em nữa thì chắc được chứ. Còn đó thì không được rồi. Vậy định giá kìa, không lẽ mua có 5 sị chứ. Nghe nhịn nó gướng mắt ghê anh. Bán liền luôn á. Mua ủng hộ người nghèo em. 1 sị. Trời ơi. Trời ơi.
Cái hình này ngưỡng mắt quá. Rồi, vậy Nam Xì nó hụt về vậy. Rồi, này là của em nha. Xin nhá. Rồi, ai cũng có quà hết mọi người ơi. Tối nay nhớ mở bài bản nha. Chắc mình phải đem cái TV ra để mình bán mọi người. TV nó 30 triệu luôn em. Thịt bò ơi. Có. Không rồi, chắc phải đóng giá rồi. Thịt bò phải uống với phạch ta. Nó nhò mình. Tặng ngay một hộp nho. Giá hơi điểm 50k. 100k. 150. Thôi rồi. Ai đã hơn không? 300. Má này, này nó tham với ta, nó có cua rồi, nó thấy bò nữa. 3 xị. 4 xị. 4 xị. Em phải lấy bằng được cái món này. 4 xị lận nhất. 4 xị lận 2. Biết hình. Không. 4 xị. Đâu về tốn. Ghê hả, khó em xị, gom đầu vô em. Ví dụ chị mình bo giờ mình lấy lại được không anh? Được em. Kiếp sau em. Vậy là Tú có ngay một miếng thịt bò nướng khá là hấp dẫn luôn nha các bạn. Rồi lông phanh ta, nhó nữa. Rồi chúng ta đến với phần cao trào. À, lấy cái con, hai con tôm lên đây cho cái mâm luôn coi. Tôm hùm Úc được nướng với phô mai kéo sợi. Ồ, tôm hùm Úc nướng phô mai kéo sợi nha bạn. Tặng ngay một hộp nước yến. Ba trái luôn anh. Một trái rồi em ơi. Đại hơi ok. Giá hơi đẹp. 50k. Hai sợi. Số hen 300. All in. All in mới là show hand là sao ta? Là ra tay hả? Thiện tay ra hả? Ba sĩ. Ba sĩ. Ba sĩ. Đem cái tủ lạnh ra đấu giáo hả? Quốc. Gì? Tủ lạnh của em thì nó tới 3 triệu luôn em mà không có nấu được em. Không. Không. Ba sĩ. Hùng nè, ba anh em mình hùng nha. Hùng nè, anh vô hết vô. Đây là theo quyết, tài sản cuối cùng. Anh hùng tiếp tục luôn, ba mình hùng nè. Sáng nay mình dính đâu không? Em có không gì không? Không được. Bốn sợi. Không, 390 ngàn thôi hả? 390 ngàn. Năm sợi hả? Năm sợi. Năm sợi. Hùng vô anh em. Trời ơi, trời ơi. Đây là 10 ngàn, đưa đây. 501. Ở đường, đường, đường. Nè, đưa anh 10 ngàn thôi. Rồi đó. 600. Món này nhiêu rồi? 600. 600. À 550 ơi. Hết luôn. Đúng rồi. 550. 600. Tô. Tô. 650. 650. 700. Cái gì? 750 là vậy? Bỏ hả? 750 hả? Nhìn em nè. Bỏ. Nó bỏ. 750. Một dài, một, oh. Hai, ba, bốn anh em. Mọi dài. Lâu lâu em có lòng thương người anh. Mày sao chơi lại? Vậy là không biết rồi. Kẻ ác thường sống anh hơi, em không ác là sống không anh hơi đâu em. Đâu rồi, em rất ác luôn á anh. Vậy là em ác lắm rồi hả? Ừ, hết tiền hết rồi. Ủa, mấy cái chân đó anh đấu giá sao mà em? Ủa vậy em tự. Ủa, này cũng giá cái nữa em. Okay. Lên đây đấu giá lần cuối em. Anh tính này để cho mấy đứa không có gì ăn đấu giá mà giờ tụi bay chơi hùng vậy hết rồi. Vậy là có ai đấu giá không? Không đồng. Không đồng đúng rồi. Chắc còn mình không đồng thôi. 5 ngàn. 5 ngàn. 5 ngàn. Rồi còn đâu? Thôi bỏ cho ăn luôn. Vô lúc rồi bán ăn luôn rồi. Tội nghiệp quá bạn ơi. Lấy tiền lại. Lấy tiền lại chứ cho lấy rồi đấy. Cái đó thì được tặng nước suối em. Ồ. Vậy là nói chung là cái đêm đông lạnh giá này không có ai bị cô đơn bỏ rơi hết. Ai có đồ ăn hết. Một mình em đấu với 4 người luôn anh. Vậy thì chúng ta khai tiệc đây. Đầu tiên là Bảo trước. Bảo đúng rồi. Mặn lắm á em, phải ăn thêm cà chua bi. Quất thêm cà tím nữa. Một sự hài hòa không dính vào đâu á. Cảm ngon. Thôi ở lên thối kìa. Ủa em có nhiêu đâu, hạch với lại ăn cà tím vậy thôi hả? Đúng rồi, nó bắp nữa anh. Ờ, nãy anh bảo nó có hùng bên đây nữa nè anh. Ờ, vậy cho nó cái chân nè. Dạ đúng rồi, em vậy đúng rồi. Nó vui sướng, nó cười. Còn vậy, hai tiệc vậy. Hai tiệc. Ngon. Bắp mày chưa chín lắm nè. Bà ơi. Bỏ không. Bỏ không. Ổn nọc lên. Nhậu em. Không say không rồi. Sao review. Mặn không? Mặn anh. Ừ, nó mặn sẵn luôn, đâu còn ớp đâu đúng không? Đúng rồi.
Được ngon, quá ngon. Rồi, tiếp theo là Tú ăn thịt bò đó. Tú, review cho mọi người cái thịt bò anh ăn mày nướng hay sao rồi? Mềm nước hả? Nó mọng nước kìa. Có cắn cái đứt hả? Mọng nước. Cắn lại cái anh coi cho kỳ không? À, cho có rang đó bạn. Xin lỗi, anh bị lộn. Sao? Giờ em bỏ ra 500 ngàn mua nửa con. Cho anh em hỏi ý á. Anh không có đồng ý hay không? Lộng cộng liền. Nó dạ. Li dán á, nó li dán. Thôi không anh, nhưng mà lại từ từ. Giờ á, mà không bán á, thì sáng mai Vịnh đói. Vịnh đói 40 ngàn. Không không, anh là lá lùm lùm lá lách, lá lùm lá lách. Lá lành lùm lá lách. Ờ, lá lành lùm lá lách. Sáng mai ai cũng có sáng hết, khỏi lo mọi người. Ôi, vậy thôi, thôi. Không biết mày. Không biết mày. Đúng rồi. Đi vé mày. Mày chơi kế đi vé. Sao cua mai mà ra dữ hả? Không sao, không sao, không sao. Trời ơi, cua bả làm gì con. Cua mai kéo sợi. Mà kéo vậy. Đó. Béo lắm á. Wow. Ừ, nó thơm kìa. Thiếu một người rồi. Từ từ, để anh xíu, để anh xíu. Em thấy tuổi hăng quá anh. Đây là để anh chơi với em. Tội nghiệp quá. Ờ, em thấy tuổi hăng quá. Ông mày luôn. Này, tội nghiệp anh nè. Buồn quá. Không sao, còn anh Lâm nữa. Anh Lâm là người ngoài đồng em. Nó bị tội phạm, nó hiểu rồi. Nó bị tội hành rồi. Người hát mà sống ở trọng anh thôi. Ok mọi người, ăn mọi người, chúng ta sẽ còn một tiết mục giải trí cuối ngày nữa nha mọi người. Ngon rồi, chắc hơi kìa. Bơ vẹt luôn á. Hùng vậy là xứng đáng rồi. Ừ, anh Hùng có 90 ngàn à. Thôi về đưa anh ơi. Trái táo thì em Hùng nhiều nhất. Nên giờ em chia nha. Từ từ, từ từ. Anh là anh lớn. Em là em Út. Hùng ba thử. Giờ nhớ ăn trước nha. Ngon rồi sao. Ok, sau tiết mục ăn tối thì tụi mình lại có tiết mục giải trí nha bạn. Tết thì chúng ta thường hay chơi quýnh bài các bạn. À, quýnh bài ăn tiền thì nó nhạy cảm quá nên mà tụi mình lại không có chơi với bạn tiền. Và quyết định là sẽ chơi quýnh bài ăn đồ nha. Và mình quyết định là sẽ tài trợ và chơi luôn cho vui. Đầu tiên là chơi ba gián thôi, mình chơi ba gián. Và đặt cược, muốn đặt cái gì, có đồ gì đặt cũng được mà phải có giá trị một tí. Cú kiệu anh. Cú kiệu hả? Đúng rồi anh. Cho luôn. Chua khui luôn. Toàn đặt cú kiệu nè. Cái cú kiệu nè, còn mình thì đặt cái gói. Đó, nè đặt cái gì nữa không? Cái gói luôn. Rồi. Cái tủ lạnh. Nặng quá, em ghen không lại, không nổi anh. Ê, đặt cái tủ lạnh hả? Đúng rồi, ăn rồi lại lấy tủ lạnh lên đi. Cho luôn. Em đặt bánh gì hả? Đặt bịch bánh hả? Đúng rồi, bịch bánh chưa hôi luôn. Cho luôn. Chưa chắc gì mình nó hôi mà. Ai đặt gì nữa? Bạn món bự lắm. Xíu không, anh thấy em có cái tấm mền đâu rồi. Tấm bạc đâu rồi. Giữ riêng cho mình. Phải lấy đặt mới được em. Đừng đặt nha. Thôi, anh muốn đặt cái đó. Lỡ mất nhà, có đồ đắp. Đem cửa ra đắp. Bạc sinh tồn nha bạn. Phải đặt phải có thấy hiện vật chơi mới được. Là bây giờ là 1, 2, 3, 4, 5. Thiếu ai nữa ta? Em đủ rồi mà. Đúng rồi đúng không? 6 người là anh, 6 món là. À, thiếu tủ dụng, tủ lạnh vô đúng không? Đúng rồi anh. Và tụi mình sẽ chơi bài ba lá, 9 nút là rất là lớn, bài ba cào thì lớn hơn 9 nút. Vậy ha. Đúng rồi, ok. Ok, bài ba cào nha bạn, ba lá nha. Và chơi cầu dù, ai lớn nút nhất là hút hết luôn. Ok. Kinh vậy. Và chơi không chi, chơi nặng không? Đục quyền á. Nặng anh. Em không cần nặng anh. Ờ, nặng á, nàng bảo nè, dở bảo. Em nặng, em là cũng phải nặng. Chính đúng rồi anh ơi, chính nè. Nặng. Bây giờ là ăn nặng trước nha. Rồi ăn nặng trước đi. Cho khán giả coi trước nè. Rồi tới anh em mình coi nè. Nè bảo nè ơi. Ai đút xong tôi rồi. Năm sáu một hộp lì mấy nút? 10 nút hả? Rồi đang chỉ nha. Ok nặng anh. Em muốn nặng. Nặng rồi nặng. Nè quay về hướng cái giả nặng ơi. 4 hàng.
Ơi, ơi có lúc nào em ăn luôn à, làm gì xây liên chế bạn liên là tao anh lắm à. Anh có cần nặng đâu nè, quay cái chỗ này là lên nè, nhìn nè bảy em nè, chín nút ăn hết rồi à. 7, 8 với 5 là ô là 10 nút. Rồi cuối cùng là toàn là con đập với mù rồi, khốt cây là dở ra luôn à. Tào lao ơi xíu rồi. À, nói chung là hơi hắc não nên dán này là chúng ta dở luôn cho lẹ nha, không nặng nữa nha. Ok rồi, ai chơi đặt không, ai hết tiền thì đi ra em lấy nhà, em chơi cái nhà của em. Em chơi ở nhà luôn. Rồi thua tối ngủ đâu? Thua ngủ ngoài đất anh ạ. Ngoài đất luôn. Chơi lớn, chơi lớn. Này có máu được. Em cá luôn mền. Ăn chặt cái mền đúng không? Rồi cái mền. Cây gối. Cây ôm. Mình cộng bịch này, mình chơi bịch này. Rồi này chơi cái gối ôm. Tú chơi gì con? Cái gì hình chơi hai dáng không anh? Lớn quá. Một dáng à. Một dáng thôi. Anh cho tôi ngủ nè, dáng này hả? Rồi, em chơi cái truyền hình luôn. Vậy là nó mắc cái con dễ dàng gì chưa? Thôi này nó không coi chuyện này. Rồi cái đó làm anh. Ủa đủ chưa? Đủ rồi. Là bây giờ là Bảo đặt cái nhà, Tú đặt cái tivi. Đúng rồi. Và em hút cái tủ lạnh rồi á. Hút cái tủ lạnh rồi đó. Rồi dáng này là khá là gây cắn luôn nên mình sẽ quay one shot luôn nha. Em đặt nhà đi chưa? Rồi em kinh con chính đúng không? Bỏ chiếc túi ha. Rồi mình sẽ quay one shot nè, này là của ăn nha. Ok anh ăn nè. Đúng. Bảo nè. Dĩ. Lâm. Tú. Toàn ăn nè. Hết chưa? Bảo ơi. Dĩ nè. Con đúng rồi. Lâm nè. Tú nè. Toàn nè. Rồi với lá cuối nha bạn nè. Hiên con 10 nữa, cái ngang khóc khét. 10. 2 nút nè. Không có lai đổi luôn ta. Đây. Bảo nè. 5 nút. 3 con. 3. 3. 3 toàn. 8 với lại 6 là 14. Rồi, tôi cũng cuối cùng là Lâm nha. Lâm. 2 nút. Tay. Wow. Oh my god. Chưa mà đây nè. Còn toàn nữa. 6 với 6 thì còn 6 nữa là nhiều. 8 hả? Ghê bà. Thấy chưa? Là giờ là Bảo là mất cái nhà rồi. Bảo hết nhà tài con quá. Chơi luôn, chơi kéo hết luôn. Cái này cũng chơi. Nó ngủ. Đấy nè, em cá luôn cái nhà của em nè. Em khô máu luôn cái liều em hả? Đúng rồi. Rồi ok, anh chơi cái sao giỡn nãy mà. Chuối em trời ơi cú kẹo nè, nãy chuối nè, ai chơi gì đó cú chơi gì xem anh không, hàng giỡn của em phải rút lại rồi. Trời ơi em có quyền bữa rút rồi nước ngọt kìa anh, nước ngọt nó còn cái lẩy đi luôn vậy luôn áo quá chừng luôn, áo len đèn quèn nha các bạn. Hay ngàn đó là chơi đồ dở rồi đó, anh thêm vô chơi thì bịch thằng giấy tối thì xin đó em. Ok chưa? Ok anh. Rồi giữ nha, hai cái áo nó chùm lại chi ngọt lại nữa, chi ngọt lại. Chứ còn là đúng em muốn thước hả? Đúng rồi em muốn chữa. Kênh. Kém kênh nha. Quán cuối nha. Rồi bù quá. Kênh 10 là sao ta? Bù quá. Là bây giờ là toàn trước đúng không? Đúng rồi anh nè. Em trước chứ em. Toàn à, trước. Toàn nè. Cho tao Tú ha. Toàn. Tú. Lâm. Dễ. Bảo. Có điểm. Ăn. Ok nha, tiếp theo. Toàn nè. Tú nè. Lâm nè. Dễ nè. Ngon. Bảy nốt. Bảy nốt. Làm chín nốt. Dễ. Chín nốt. Dễ. Tiếp theo là Bảo. Chín nốt. Ăn. Trời ơi. Ba chén liền luôn kìa. Những người chín nốt nè. Ba người chín nốt. Đây là ba người chín nốt. Chia mỗi người một lá, ai số nút lớn nhất ăn. Dỡ bài cào luôn anh, chia bài cào dỡ luôn. Thôi chia một lá thôi à, anh trước nha. Thôi bóc đi, ai cũng bóc rồi. Rồi bóc lá nào bóc lại cho bóc á. Lụm luôn. Lụm ấy rồi Bảo. Dỡ lên luôn mày, dỡ lên. Bỏ. Tàu ơi. Đầm cơ. Cái này tính là ba cào các bạn. Đầm cơ á. Nếu anh vô tay thì anh quầy với em ha. Thôi đưa nó ăn các bạn. Yeah, có nhà xem nó mắt trắng rồi mẹ. Đó là mắt nhà mà. Ăn được cái nhà ăn. À. Không. Không. Nè, đi chuối đầu dài nè.
Cái này của em đi về hết luôn em. Giòn quá. À, vậy là tối nay ăn ngủ trên bàn nha. Ok mọi người, giải tán đi ngủ mọi người ơi. Rồi ok, sau khi chơi cờ quýnh bài dùa xong thì tụi mình đi ngủ với bạn. Và mình sẽ review chỗ ngủ của từng đứa. Đầu tiên là Toàn. Ủa, ta quay vô coi review đổi hắt của nó. Sao cái dáng trời gan gan bạc lặn thì thử nó ăn được cái gì. Rồi là ăn được cái TV. Ăn được cái tủ lạnh. Với một nồi gói luôn. Được 3 cái gói. Đúng rồi. Gói rồi một gói ngủ. Được cái mền này là của ai? Mền của em à. Mền vẫn là của em, để chỉ ăn được 3 cái gói với cái TV với cái tủ lạnh thôi. Đúng rồi. Vậy là vẫn lời với em. Lời với anh, em trúng lỗ đến nơi rồi. Ngon em, vậy là ngon quá em. Quá dữ luôn em. Rồi tiếp theo là ăn. Sao em? Tối nay thì chắc em nghĩ là em ngủ bụi anh ơi. Sau một khoa thằng thánh đặc ngu thì em đã thu hết rồi anh à. Mình thấy cái này nó cũng đắc dụng lắm em. Được anh à. Tốt. Nếu như mà không được thì em có thể chui với gặp bàn ngủ nữa em. Ok anh, em sẽ làm điều đó. Còn không thì chút nữa kêu anh mua dầu ăn qua ngủ với anh cũng được. Cái điều đó thì để em suy nghĩ lại. Rồi ok, tiếp theo là anh Bảo ngủ liền con nít. Tướng em về ngủ liền nhỏ xíu vậy hả? Liền vô anh, em có nấp chân thôi. Cái là cái áo của vậy mà. Lấy áo gì nấp chân. Người lấy bịch banh không ăn làm gói. Sao không lấy thêm cái nải chuối dằn bụng nữa em? Có ấm nè. Ok, Tướng nhường dầu vậy ngủ. Ngủ liền như nít. Rồi, tiếp theo là cô dễ. Một căn liền màu vàng. À, sau mấy ván bài, ba ván bài em có ăn được gì không vậy? Không anh, em thua luôn anh. Ba giấy đều thua hết. Ờ em thua mất cái gói. Ừ. Cái gói ôm. Ừ. Cái áo khoác. Ờ là vẫn còn mền. Nhưng mà vẫn còn cái mền với cái gói anh. Vẫn còn mền với một cái gói nữa. Nguyên cái niệm luôn nè. Ờ vẫn còn mền gói niệm hả? Ba giấy cũng ngủ được rồi em. Ủa ấm kìa. Nói chung là nó hôm nay là nó hết nhỏ nha bạn, rất là may mắn luôn. Dù chỉ thua ba ván. Cuối cùng là cô Tú nha bạn. Liều mông cổ. Phiên bản đầy đủ tiện nghi nhưng mà không có cái sàn, tivi và tủ lạnh nó cá độ mất tiêu rồi, mất tiêu cái tủ lạnh rồi. Tivi không em coi luôn, không em bắt luôn. Biết gì nãy chơi lũ tivi luôn rồi Tú. Nãy em chơi mà tự nhiên thắng anh không thua. Gì hả? Rồi đây là cái quạt sưởi các bạn, cái lò sưởi. Sợ nó nóng cái Tú. Đã quá anh. Đã hả? Ủa sao có tôi ngủ nữa đã hả? Ăn anh, thắng. Còn cái mền của người ta đang lót chân vậy hả? Gói ôm, túi ngủ, mền. Rồi cái này là nhà của ông Bảo hả? Đúng rồi anh. Là bây giờ là nó vừa có cái liều ông cổ mà vừa bỏ trong cái nhà sinh tồn của ông Bảo nữa, rồi ngủ thêm cái quạt này nữa. Quá ấm, không có sợ lạnh luôn anh. Cái quạt nóng hổi luôn, quạt như là đóng lửa vậy. Ok, rất là tuyệt vời luôn. Nói chung là ai cũng có chỗ ngủ thôi nha các bạn. À, vậy mấy thằng cu đó cứ ngủ đi. Còn mình thì cũng đi ngủ nha các bạn. Nếu tối nay mà có mưa gió gì đó thì mình sẽ cập nhật và xem coi thằng ăn nó còn sống không nha. Bài bạc, người không chơi là người chiến thắng. Mình đâu có chơi đâu. Rồi tài sáng nha các bạn. Và tối hôm qua mình ngủ dậy thì mình thấy là tự nhiên mấy này nó chơi chiêu giường không nhà trống hết các bạn, nó dọn hết đồ luôn, còn có cái mùng không à, còn đằng đây thì cũng có thằng nó cũng dọn hết gia tài nó đi luôn rồi, còn có nãy chú xanh nè, chắc là chơi chiêu ký sinh đó các bạn. Tối lạnh quá, tối lạnh kinh khủng luôn á. Thằng này là gì đúng không? Hello, tối nó nhiễu nước đi bạn, ngủ được không em? Được anh, mà tối nó lạnh. Sao nó động xương nó nhiễu dữ ha. Tắm luôn anh. Xí sớm rửa mặt luôn rồi. Nước gì vậy? Liệu gì cây ra? Không biết anh. Liệu gì nước nhiễu vô đầu. Mà tối cũng lạnh không em? Lạnh anh. Kiểu như xương nó bay vô cái liều em vậy. Ờ. Tối nay mình dậy mình đi đái các bạn. Mình thấy là xương nó là đà ngay dưới chân vậy nè. Nó bay hấp nơi nó lạnh kinh khủng luôn. Cái mình sợ quá mình chui vô mình ngủ tiếp. Kết quả là tụi nó như vậy nè. Thằng thì tắm, mấy thằng kia thì bỏ nhà. Thì mình nghĩ chắc là nó chui vô đây hết rồi nè. Cái ngái mà tắm chiêu manh tự nhiên đem qua đây mà không đem chuối theo. Mình ăn cắp này, nhớ này hua mà ta, sao tự nhiên nó còn được thấy ta. Này hua mà, cái cắp gì vậy.
anh em hả? Toàn với Bảo đem chiếc manh qua đây ở. Con này cũng hai vợ chồng cái gì đây? Hello. Còn ai với Thú thì ngủ chung trong liều sinh tồn. Bên trên thì có liều một cổ. Tối qua lạnh mấy đó. Có tôi ngủ cũng lạnh đó. Thôi là hai đứa em phải ôm nhau mới lắm. Nói chung là Đà Lạt là mùa này là mới vừa hết Tết các bạn. Mới vừa Tết á, lạnh lắm. Tối là nó khoảng 12 đến 14 độ các bạn. Nên cô làm gì cũng không cảm cho nó nha. Chứ giờ nó mà qua bên kia mới công 60 là mình phải lo hậu sự nữa. Rồi ok, vậy mấy đứa ơi. Dậy sáng nè. Rồi ok, tụi mình lại tiếp tục quay vòng bên đống đồ mâm trái cây ngũ quả rồi các kiểu các bạn. Đây kiếm mới chuẩn bị là dưa hấu nè. Mùa Tết người ta chưng dưa hấu hồng hạt hả ta? Thầy kiếp díp quá ta. Rồi bưởi nè. Dừa. Cái này là sao ta? Cầu. Dừa. Sao có trái cam rồi trái hành long nữa là sao? Anh biết chơi táo, chơi bơm. Có trái táo nữa. Cầu bơm dừa đủ xài. Không anh. Bơm vú dừa đủ xài. What the hell? Này được. Đội nó chỉ suy nghĩ tới đó là cùng. Anh không suy nghĩ ra luôn không? Quá bậy bạ. Giống anh. Rồi nói chung là bây giờ là tụi mình sẽ làm màn đấu giá ăn sáng bằng mấy cái đồ mà từ Tết tới giờ để bạn ơi. Bạn nhìn thấy cái đồ bánh tét mà một nắm luôn nè. Wow. Là sao ta? Tuyệt vời. Cái này là mình nghĩ là ekip nó tiết kiệm tiền, nó lấy từ trong nhà nó ra nè chứ không phải mua đâu. Rồi mới vô thì tụi mình cái này chú Sa thì cũng bảo mà. Nó đem qua nó cống hiến cho tụi mình luôn đúng không? Ok, đầu tiên mình sẽ mở màn bằng đấu giá đồ bánh tét một nắm này. Giá là không đồng, có ai muốn ăn không? Không đồng. Em có nhiêu tiền em? Không đồng. Ủa ăn hết hả? Rồi cho ông Bảo luôn. Món nó ngấy lắm rồi. Lá lành đùm lá rách đi để mình anh gọi coi còn ăn được không cái đã bảo. Còn chú em. Còn được em. Múc thử cái review cho mọi người cục thịt ơi, ngán không em? Khôn. Sao được không? Nè, làm thêm ly trà đó em. Ngon. Tết giờ em chưa ăn mấy này quá. Hình như anh gót trà là thấy gót vậy đó. Thôi được rồi. Nè. Đó, uống vô. Được đúng không? Rồi, một thằng ăn tọ nha, không đồng. Rồi, tiếp theo bánh chưng. Bánh chưng gì? À, mì dưới nè, mì xanh lè luôn kìa. Một đống nấm luôn. Nấm thì nấm riêu xanh luôn chứ phải nấm bình thường nữa các bạn. Không đồng. Không đồng. Ai mua không? Không đồng. 10.000. Ăn cái này bánh chưng hả? Dạ. 10.000. Còn bánh tét mà thôi chứ bánh chưng thì mà mấy thằng có tiền mà kêu bò quá ha. Thôi kệ cho anh ăn nha. Lá lành đùm lá rách đây mọi người. Trời ơi, review của bánh trong bánh chưng có gì vậy ta? Bên trong bánh chưng chúng ta sẽ có thịt mỡ với đậu xanh với lại nếp. Ôi, em muốn mình giống thịt kho quá anh. Hình như là thịt kho trứng em, cái bỏ vô em. Thơm không? Ăn được không? Còn được. Thêm củ kiệu hoặc là cái đồ chua ăn kèm á anh. Do bỏ 10.000 nó cho thêm trà ủ long nữa em. Ồ. Nó dễ nuốt. Còn bảo không đồng nữa uống trà hường là đúng rồi. Làm hiểu ý quá. Đúng rồi. Đỡ ngạn. Rồi tiếp theo là bánh ú. Bánh này cũng bánh này chưa một nắm, bánh ú nha. Không đồng. Không đồng. 10.000 anh. 10.000. Ai trả hơn không? Bỏ anh. Vậy là cho toàn rồi. Cho lô nước yến liền. Tết thử nước yến. Nếu mà hát cái bánh ủ này ngon hơn cái bánh chưng hôm qua không bạn? Vậy hả? Ăn hết người gái luôn à? Được anh. Rồi vậy hai này là nhà giàu mà kỳ bo nè. Coi nhìn không còn gì ăn hết nè. Rồi tiếp theo là nồi thịt thô trứng. Nồi đâu phải nồi của gan đâu nha. Nồi này đầy đủ topping hơn. Ớt, đồ thục thịt đồ đầy đủ luôn nha các bạn. Rất là nhiều. Em được mua đó không? Được em. Giá thời điểm là... Không đồng. 10.000 em. Cái nồi người ta uy tín gì sao không đồng được? Em còn ăn không vậy? 20. Chứ không gì dĩ rồi nha các bạn. 50. 50. 100. 100. Thôi đi con tiền. Thôi bỏ đi. 100. Cũng như vậy. Rồi để anh đút cho em ăn. Bú. Sao? Nóng quá. Nóng. Tết ăn quá trời ăn luôn, giờ ăn nữa mới đúng bại em. Ngon. Ủa là Tú giờ còn cái gì ăn đâu ăn ta?
Đây. Mâm mứt. Khô bò, mứt bí, mứt mứt tỉnh gì ta, mứt dừa gì bự dưới tàu mẹ ơi. Ờ mứt dừa mà thế nào là nửa cái vậy hả? Giá hơi điểm là 10.000. Làm nó hình như được mua tiếp mà. Được, 10.000. Bây giờ hết rồi đó. 200. 200 chỉ 200. Bỏ. Nó còn có tiệm váy luôn mày. Xong tốt quá. Nó giàu quá rồi, cái này của nó rồi mày ơi. Thôi cho anh tới táo nè, đó, sáng nè. Rồi, bỏ tính tiền luôn. Nói chung là tụi mình Tết thì chỉ có chơi cái kiểu như vậy thì nó mới đúng 3 rem thôi các bạn. Chơi những món đồ Tết thôi chứ chơi món lạ lạ hơn thì nó không đúng Tết. Vậy nó mới không khí Tết mới vui các bạn, anh em xung quầy nhau. Thì ở nhau được các kiểu. Đồ ăn có đồ ăn không em? Có anh. Nói chung là người mà thiếu điều kiện nhưng ăn vẫn có đồ ăn luôn là nói chung là khá là ấm áp rồi nha các bạn. Ok, nói chung là tụi mình kết thúc video tới đây. Nếu hôm nay là yêu cầu có rất là nhiều bạn trước Tết, nhưng mà tới mùng 15 thì tụi mình mới chơi được. Nhưng mà còn mùng còn Tết các bạn. Ok, tạm biệt các bạn, chúc các bạn xem clip vui vẻ.